91 MHz. Vâng, quý vị các bạn thân, cùng với đó là các hãng xe cũng đã đưa ra rất nhiều những chương trình khuyến mại để kích cầu khách hàng sau. Thì trong nước và quốc tế sẽ có những thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật ngay sau đây. Hot News. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đang gây tranh cãi khi mà quy định xe máy phải bật đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế suốt quá trình lưu thông trên đường. Vụ Phó Vụ An toàn Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, ban soạn thảo sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp với Việt Nam. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra dự thảo luật giao thông đường bộ để lấy ý kiến nhân dân kéo dài đến ngày 21 tháng 6. Trong đó có một số nội dung đề xuất đang gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, theo khoản 3 điều 27 dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi nêu rõ, trong suốt cả ngày, xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất, hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau. Ngày 6 tháng 5, tờ New Atlas đưa tin Vingroup mua tàu ngầm du lịch của Triton Submarines, một công ty chuyên thiết kế và sản xuất tàu ngầm tư nhân có trụ sở tại Florida của Mỹ. Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam sử dụng tàu ngầm này cho VinFast bắt đầu bán